Sách Sống Ngữ Tập 1 Bài thứ 3 Trang 45 Sách Giáo viên lớp 1 Truyền cổ tích Cà được kim cương. Có một con gà trống cổ dựa vào bởi móc kiếm mồi với đàn gà mái và cả gà con gần đồng ruộng. Một ngày nọ, nó tình cờ bởi lên được viên kim cương. Con gà trống cổ này quan tâm đến vật tỏa ánh sáng lấp lánh này là cái gì nhỉ? Nó nghiến cổ và lắc đầu, nhìn chăm chăm với sự ngờ vực trong lòng. Một lát sau, nó liền nói rằng: dẫu cho bạn có đẹp ngần nào cũng vậy thôi, nếu như nhà buôn kim cương, nhà buôn ngọc đến thấy thì chắc chắn họ sẽ đầy vui mừng. Nhưng đối với tôi thì bạn chẳng có chút giá trị gì cả. Tôi mượn được gạo đẹp đẽ, ngon ngon, còn hơn ngọc ngà cháu bảo này gấp bội. Xóm ca xa liềm nưng bút thi xa nà thi si xích hà bưm khu vun khu pho nưng nị than cây đầy thịt mi cây phủ tô nưng a say khoặc kia há nhưng du cắp phúng cây mè lẹ cây nòi thăng lái cày cắp thùng na มื้อหนึ่งมันบังเอิญเคลียได้เห็ดขึ้นมาไก่ผู้โอกตัวนี้สนใจสิ่งที่ทรงแสงและหยิบและหยับอยู่นี่แม่นยังน้องมันเงียงคอและแกว่งหัวจ้องมองเบิ่งด้วยความระแวงสงสัยอยู่ในใจคราวหนึ่งมันก็ว่าว่าถึงแม่นล่ะเจ้าจะสวยงามปานใดก็ตามเถาะถ้าหากพ่อข้าผิดพ่อข้าคอยมาเห็นเขาก็จะเต็มไปด้วยความปิติยินดีอย่างแน่นอนแต่สำหรับข่อยแล้วเจ้าบ่มีค่าหยังจักหน่อยเลยข่อยอยากได้เขาง้ำง้ำแซ่บแซ่บดีกว่าผิดพลอยพวกนี้ต่างหลายเท่าเพื่อนๆจือ Subscribe สนับสนุน Channel แน่เด้อ